làm thế nào để đền trả ân Tam Bảo đây? Đây là cái vấn đề quan trọng cốt lõi của Tứ Ân. Biết điều mình thọ để mà đền. Ở đây có hai lời dạy. Điều này cũng nằm trong câu hỏi nha. Ở đây có hai lời dạy. Lời dạy thứ nhất là lời dạy của Đức Thầy, lời dạy của Đức Phật. Phật dạy thế nào? Các con muốn đền ơn ta ư? Giáo pháp của ta đó, cố học đi, ráng hành đi, quyết mà truyền đi. Mọi sự cúng dường tán dương Đức Phật cũng không bằng đem giáo pháp của ta mà truyền bá. Vậy thì qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta rút ra được 6 từ: cố mà học, ráng mà hành, quyết mà truyền. Mọi sự cúng dường tán dương Đức Phật cũng không bằng đem giáo pháp của ta mà truyền bá. Vậy thì muốn đền trả Tam Bảo qua lời dạy của Đức Phật gồm có học đạo, hành đạo và truyền đạo. Bây giờ tới lời dạy của Đức Thầy. Thầy mình dạy mình như thế nào? Dõn dẹn, xúc tích trong vòng 88 từ một cuối phần ân Tam Bảo. Tôi đọc tới đâu chúng ta phân tích trực tiếp vào chánh văn của Đức Thầy, khỏi cần đi đâu xa cả. Thầy dạy rất là rõ ràng, nên bổn phận của chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy? 88 từ. Bây giờ mình phân tích nha. Ý thứ nhất, nên bổn phận của chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát. Dừng ở đây, phân tích cái đoạn này. Nên bổn phận của chúng ta là tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo noi theo chí đức. Chí đức ở đây là gì? Chí đức ở đây có nghĩa là chí nguyện và đức độ. Vậy thì chí nguyện gì và đức độ gì? Xin thưa với toàn thể chư quý vị, đây là chí nguyện tu hành và đức độ, độ tận chúng sanh. Rồi thầy giải tiếp. Của tiền nhân, của tiền nhân là của ai? Ở đây chuyên đề ông Tam Bảo chứ không phải chuyên đề ông tổ tiên cha mẹ. Vậy thì tiền nhân ở đây không phải là những vị khai quốc công thần, những người rề sát lập ra dòng họ, mà tiền nhân ở đây gồm có 33 vị tổ. Khởi đầu là tổ An, khởi đầu là tổ Ca Diếp, kế đó là tổ A Nan, kế đó là tổ Thương Ra Hòa Tu, kế đó là tổ U Ba Cúc Đa, dài đến tổ Đạo Tính, tổ Hoàng Nhẫn và lục tổ Huệ Năng đã mặc truyền ngày bác ở tại thế gian. Các vị chư sư, Việt Nam của mình có vua Trần Nhân Tông, sau khi truyền ngôi cho thái tử, ngài lên núi Yên Tử để mà tu hành. Chúng ta biết núi Yên Tử là nằm giữa hai ranh giới của tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh. Ở phía dưới có đảo Tùng Châu và Vịnh Hạ Long, bên trên có núi Yên Tử là nơi chứng kiến Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành đạo. Sau khi ngài chứng đắc quả vị gọi là Phật Hoàng đó, ngài vẫn cầm bình bát để xuống thế khất thực và trở về triều chính, can dự triều chính để chống giặc Nguyên Mông, để giữ gìn bờ cõi, thực thi cái vấn đề là chúng ta thế nào. Dầu hôm nay mình có chứng đắc quả vị, mình cũng vẫn phải đền trả ơn đất nước, khoác áo cà sa, dứt áo cà sa phát chiến bào, đúng không? Lời Đức Thầy tôn kính của chúng ta đã từng dạy. Bây giờ giặc ngoại xâm đang xấu gì, đang xâm lấn nước Việt của chúng ta, cho nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn thực thi cái vấn đề trở về cung để bàn luận với tất cả quan võ đó, để xảy ra gì quý vị, để bài những cái cuộc chiến đấu chống giặc Nguyên Mông. Và ngài đã để lại cho đời những tập thơ thiền rất là nổi tiếng, trong đó có 4 câu thơ thiền rất là hoàn mãn, đó là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà có báo là trong tâm mình có Phật, đối cảnh vô tâm, đối cảnh không đặt nặng cái tâm của mình vào đó. Bây giờ mình uống nước, mình biết uống nước mặn ngọt hay là như thế nào, biết nghe pháp, biết nghe pháp, nhìn biết nhìn, tất cả mọi thứ đều hoàn mãn. Đó là đối cảnh vô tâm, không đặt nặng tâm mình ở trong đó. Giống như hai vị thiền sư mà cõng cô gái này qua suối đó, người sư huynh cõng cô gái qua suối để cô nương nó xuống đi, người thứ hai không cõng cô gái mà đem cô gái này về tới chùa. Đó là gì? Không thực hiện cái vấn đề tu thiền. Cho nên cái về đến chùa, cái vị sư đệ nói: huynh ơi, lúc nãy thầy dạy mình nó không được tiếp xúc với nữ giới, bây giờ mà tiếp xúc với nữ giới có phải là phạm giới không sư huynh? Thì ông sư huynh này ông nói lúc nãy
cổng cô gái đó qua suối, ta đã đặt cô gái đó tại suối rồi, sao mà để còn cổng cô gái đó từ suối về đến chùa để làm chi? Thì lúc này sao quý vị, cái vị sư đệ này mắc cỡ, tại vì tu thiền là tỉnh lự tư duy, không đặt tâm mình ở trong đó. Bây giờ mình biết đi, mình biết đứng, mình biết nằm, không thực thi vấn đề này là chúng ta đang tu thiền đó. Theo giáo lý sơ thiền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sáng lập ra phái Trúc Lâm Yên Tử, ở núi Yên Tử sáng lập ra phái Thiền Tông. Sau đó thầy dạy tiếp, hầu làm cho trí huệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát. Bây giờ mình muốn làm cho trí huệ minh mẫn, chúng ta phải làm sao? Đâu có gì tự nhiên mà có. Bây giờ muốn làm cho trí huệ minh mẫn là chúng ta phải học đạo và hành đạo. Học như thế nào, hành như thế nào để đạt trí huệ? Bây giờ quyển sấm giảng thi văn giáo lý của thầy mình đọc rốt rốt từ trang này đến trang kia, thuộc lào lào 6 quyển 7 bài pháp luận, hơn 219 bài thi văn ngắn dạy. Mình thuộc mà mình không tìm hiểu ý nghĩa có được không? Thầy dạy tìm hiểu nghĩa, làm theo mới đắc đạo. Bây giờ mình thuộc, mình đứng lên mình thuộc lào lào, mình không tìm hiểu ý nghĩa đâu có hoàn mãn. Bây giờ sấm giảng của thầy 4 câu mới vô một mệnh đề, 16 câu mới đầy đủ ý nghĩa, 20 câu mới hoàn mãn. Mà bây giờ mình rút ra 2 câu chứng giữa, mình nói là nếu làm đá được về cực lạc thì giàu sang được trọn hai bề. Mình làm cái điều này cái đầu mình bỏ cha bỏ mẹ, mình không nuôi cha nuôi mẹ nghe. Mình lo mình làm kiếm tiền, để cha mẹ chết đem số tiền nó về cúng cho vong linh của cha mẹ được giảng sanh. Mình được giàu có sẽ được trọn hai bề mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Vậy thì những người nghèo bên đây, họ nuôi cha dưỡng mẹ, lo cho cha mẹ đầy đủ cái vật chất lẫn tinh thần, hàng đêm cúng cầu nguyện cho tuổi thọ của cha mẹ được tăng long, khi chết không có tiền vẫn đặt bàn hương án cầu nguyện. Vậy thì Phật bỏ bên người giàu này cứu bên người, Phật bỏ bên người nghèo này cứu bên người giàu hay sao? Vậy thì ông Phật này chưa công bằng lắm, phải không? Cho nên đọc sấm thi của Đức Thầy phải đọc hoàn mãn, tóm gọn là 20 câu. Thầy dạy 4 câu đầu nè: đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Rồi tới câu nè: nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang được trọn hai bề, ỷ tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót, kinh với sám tụng nghe thảnh thót, lũ nhân bông tập luyện đã đành, đẩu với đờn kèn trống nghiệp sanh, làm ăn rập đặng đồi cao giá, tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý, xưa thần tú bài điều tà mỹ, đặng dắt diều bá tánh đời đường, thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, tội âm phủ đầu ăn của hối. Đó là 20 câu. Mà bây giờ mình rút ra 2 câu thì làm sao hoàn mãn? 4 câu đầu là thầy nói về cái vấn đề đạo hiếu rồi, dạng 10 ơn của Đức Phật và 9 chữ bù lao trong sách của Khổng Tử. Thực thi vấn đề này để chúng ta hoàn mãn. Rồi thêm 2 câu nữa, 2 câu này nữa nghe quý vị, là niệm Di Đà gán niệm cho rành thì mới được sống tôi tiên thánh. Vậy thì niệm như thế nào mới gọi là niệm rành? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đã rành chưa? Có hai người tín đồ là hỏi thầy và bạch thầy, chúng con nghiên cứu câu giảng của thầy, đó là niệm Di Đà gán niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh, vậy thì niệm như thế nào mới gọi là niệm rành vậy thầy? Thầy nói niệm rành là ngoài các ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đủ 6 chữ, phải làm hết tất cả các việc từ thiện, không mong cầu phước báo, tránh tình trạng làm từ thiện mà không niệm Phật, thì đây không phải là niệm Phật rành. Cho nên qua lời dạy của Đức Thầy, mình niệm Phật ngoài Nam Mô A Di Đà Phật là phải kết hợp với làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, đó là niệm Phật rành. Vậy thì mình học như thế nào? Hiểu đúng chánh pháp giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy. Thầy dạy học đạo lý như đờn trúng điệu hòa bản rồi thì sao? Thì cứ làm theo mới không. Và trong bài sự học Đức Thầy dạy, sự học hành không làm trở ngại cho đạo đức, trái lại nhờ nó mình hiểu biết rõ ràng giáo lý cao siêu của tôn giáo. Nó tránh cho mình những sự lạc lầm, bỏ những điều dị đoan mê tín, nó giúp cho mình bỏ những điều huyễn hoặc, không bàn bạc.